Ta-da, mọi người nhìn món ăn này có hấp dẫn không? Món này thì ăn cùng với cơm nóng sẽ rất là phù hợp. Mọi người có thể cho thêm ớt, tiêu nữa. Cay cay một chút thì sẽ ngon hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video nấu ăn của mình hôm nay. Mọi thắc mắc thì mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video nấu ăn lần sau nha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm một món ăn rất là hấp dẫn. Đó là món bò xào với củ cải khô. Phần củ cải mình có ở đây. Món này làm rất là cầu kỳ. Củ cải khô mà mọi người cũng có thể mua ở trên mạng. Mình sẽ cho dầu ăn vào. Chịu 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 củ cải thì mọi người mua về là mọi người cho khô sau đấy những lần đấy mọi người ngâm trước rồi cắt thật khô phần củ cải thì khi xào sẽ tươi ngon hơn. Món này xào rất là nhanh chín. Bây giờ củ cải này mọi người sau khi cơm khô thì còn có thể ăn sống được. Thịt bò thì mọi người sẽ xào chín tới. Món ăn này thì không thể thiếu đó là lá lốt. Mình sẽ tắt bếp đi và cho thêm bình rau vào, lá lốt để tô.
bây giờ thì mình sẽ cho lá lốt vào như mọi người. Giòn đến từ cỏ khô và mùi thơm của lá lốt, độ ngọt thịt bò.